dòng máy trợ thính siêu nhỏ thì có giá tiền bao nhiêu? Còn Sơn xin chào bà con ha, đây là dòng máy trợ thính siêu nhỏ HM06 sản xuất tại Nhật nha. Đây là dòng máy sản xuất tại Nhật mà có giá thành rẻ nhất là 3.700.000. Nếu mà như các bạn trẻ, sinh viên, mình bị lãng tay nhẹ thì mình cũng có thể sử dụng dòng này. Và đặc biệt ông bà mình, cô chú mình lớn tuổi á, tầm khoảng 6-70 tuổi, nếu mà thích dòng thời trang và đặc biệt là mình bị nhẹ nha, mình mới xài được dòng này. Mặc dù cái dòng này nó công suất không lớn nhưng mà giá là mắc nhất trong các dòng máy trợ thính của Nhật. Còn nếu mà như ông bà mình lớn tuổi hơn, cần cái dòng công suất cao hơn thì mình nên chọn cái dòng HB23B gắn trên bàn tay ha. Cái dòng này thì rẻ hơn, nó chỉ có 2.150.000. Và nếu mà ông bà mình lớn tuổi, ngoài 70 tuổi, 80 tuổi thì mình nên chọn dòng có dây, công suất nó sẽ lớn hơn nữa, cũng sản xuất tại Nhật luôn ha, là 1.280.000. Đó, còn đây là dòng phù hợp cho dân văn phòng nè, sinh viên nè. Và đặc biệt là Hoàng Sơn thấy như cô chú mình Việt Kiều về thích dòng này hơn, tại vì nó nhỏ gọn. Rồi, tất cả đều bảo hành 1 năm ha. Cô chú mình có thể xem thêm video của dòng máy trợ thính HM06 sản xuất tại Nhật trên kênh Sức khỏe 60 giây, hoặc là gọi điện cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới.